giờ nó đang chùm bùm vậy nè. Đó, theo đúng ra là bây giờ mình xả cỡ này là mình xả tàn cũng được rồi, mà tháng này là tháng 5, tháng 4 mình xả tàn không có được, tới tháng 11 mới xả tàn được, nên giờ mình làm lại cho nó đẹp rồi tới nó ra chắc 3 đến 8 thì sạch hết, còn tới tháng 10 mà ốc ra mình xả tàn. Các bạn coi mình làm nha. Chắc mình lấy hình lại cho nó đẹp á, mấy cái nhánh đứng lên là mình cắt, mấy cái nhánh dư nhánh thừa mình cắt hết, mình lấy lại những cái nhánh nào mà nó yếu thì mình cũng sửa cho nó mạnh ra, mình nuôi nó lại, mình đưa mấy cái nhánh dư nhánh thừa đi, các bạn coi mình sửa lại nè. Mai ra hình liền. Nói chung chuyện gì mình cũng làm được hết à. Cũng học thôi, học là làm được à. Thật dục tịch nha, chứ không có sướng đâu. Mà kiếm được bằng tiền là không có gì mà sướng hết á. Nè, như cái nhánh này nè, có nhánh này, giữ nhánh đó. Ủa sao cắt bỏ cái nhánh kia bự hơn mà? Bự hơn nhưng mà nó đâm lên. À, đó. Vậy mình cho nó xỉa ngang là mình giữ, còn đâm lên là đâm lên, đâm xuống là mình sẽ bỏ. Rồi, quay đi thấy ra hình thì thấy không? Ra rồi. Hình cái mai mai mốt mình sửa lại hình thông này, mình làm cái này cho các bạn coi cái nó. Ok bên này. Chung phụ nữ mình cái gì cũng phải biết làm hết, chứ đừng nói phụ nữ mà chê. Tôi phụ nữ mà tôi ghét ai mà chê phụ nữ, làm hơn đàn ông chứ cũng có thua, nó chẳng là vậy. Rồi kiểu này xong chắc ai nhà có mai cần tỉa, muốn cô về tỉa mai luôn quá, cô có nhận không cô? Không, cô mà của cô không sẽ lấy đâu mà ăn. Cái mai coi đẹp không? Rồi, coi nguyên cái mai luôn. Ừ. Ra hình đó thấy không? Ra hình cắt rồi. Ra hình. Xay đẹp xuất sắc. Xuống luôn. Trời, cái lên mình coi cái tán cho. Là tại vì hồi đó cái tàn nó không có đẹp. Cho nên mới cắt sát gốc đó. Đó, cho nó nhảy nhánh khác nuôi tàn lại. Cho nên mình lấy lại những cây mai nào xấu quá. Có bị cái gì cắt sát gốc luôn. Cắt sát gốc vậy cái nó nhảy cái cây khác cái mình lấy lên rất là đẹp, chứ còn mình để mình sửa hoài cũng không có đẹp nữa. Wow, giống như là chặt xây lại. Đẹp không? Quá đẹp. Cắt cái ra hình này thấy không? Thấy mình làm đẹp không? Hai cây xuất sắc luôn, ở đây tùm như đám rừng vậy đó. Rồi bye bye cô nha. Có một mẫu nói đi, một mẫu mai này là cô cắt mai tháng mấy rồi, mình cô cắt cái tháng mấy rồi để con quay coi, này là chưa cắt này các bạn nhìn nó như tùm, thấy cái cây này không? Cái đó đâu bông. cô xử coi nào cô, mùa mai cô bông rồi. Wow, trời ơi mùa này mà tháng 6 chuẩn bị nay một tháng 6 rồi, quốc tế thiếu nhi mai nở các bạn ơi, mai phượng nở rồi mai bông nở nữa như cái bông cúc luôn, thấy không? Dạ, yeah, đây con quay cho. Phượng nở mai nở hàng chi học trò, không biết nghỉ học hay là đi học. Đẹp nghe không? Thôi quay nhiêu đó được rồi. Dạ. Yeah.